Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 7 tháng 6. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 7 tháng 6 năm 1959 là ngày sinh của Mike Pence, Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày 7 tháng 6 năm 1969 cũng là ngày sinh của Hoàng tử Joachim của nước Đan Mạch. Ngày 7 tháng 6 năm 1970 là ngày sinh của Nguyễn Thị Phương Thảo, chị sinh tại Hà Nội, là một nữ tỷ phú doanh nhân, hiện là tổng giám đốc của Vietjet Air, phó chủ tịch thường trực của Hội đồng Quản trị Ngân hàng HD Bank. Bà là người Việt Nam thứ hai được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD sau Phạm Nhật Vượng. Năm 1993, Park Ji-jeon, thành viên nhóm nhạc Tiara của Hàn Quốc, cô sinh vào ngày 7 tháng 6. Sự kiện. Vào ngày này năm 1810, tờ báo Gazeta de Buenos Aires được xuất bản đầu tiên ở Argentina. Năm 1862, vào ngày 7 tháng 6, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh thống nhất với Hiệp ước Lyon-Seward để ngăn chặn việc buôn bán nô lệ châu Phi. Năm 1929, Hiệp ước Lateran được phê chuẩn đưa thành phố Vatican ra đời vào ngày 7 tháng 6. Năm 1938, vào ngày 7 tháng 6, Douglas DC-4E được thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Năm 1946, đài BBC của Vương quốc Anh quay trở lại phát sóng dịch vụ truyền hình của mình. Dịch vụ này đã ngừng phát sóng trong 7 năm vì chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 7 tháng 6 năm 1977, 500 triệu người đã theo dõi trên truyền hình lễ kỷ niệm Silver Jubilee của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, đánh dấu sự kỷ niệm lần thứ 25 của bà trị vì Vương quốc Anh và 16 quốc gia trong khối thịnh vượng chung. Ngày 7 tháng 6 năm 1991, núi lửa Pinatubo tại Philippines phun trào tạo ra cột tro bụi cao 7 km. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai lúc 7 giờ sáng tại Awit TV.